và cảm ơn cả nhà đã quay lại The Bird Boys Every Channel. Bữa nay mình sẽ nói về trời tiết và đổi lạnh làm chim bé bệnh. Hiện tại bên mình là bây giờ là mùa mưa nè cả nhà. Mưa một mùa thu nữa. Mưa mà nó bắt đầu lạnh, mà lạnh từ trong xương mà lạnh ra. Mưa năm răm ở mấy bữa nay rồi. Các bạn thấy không? À, bên đây trời mưa thì mới hôm qua thôi là 85 độ. Mà ngược lại bữa nay là 63 độ. Lúc mình đem máy quay phim mình không có để ý là máy quay phim nó hết pin rồi. Tới chừng mình để ý tới là nó đã hết pin. Nên mình chụp hình mình sẽ bỏ vô cho cả nhà coi. Cái này là nó mưa một ngày thẳng liên tiếp luôn mà tới nó ngập luôn á. Các bạn thấy không, cái này là cái đường ngay quẹo vô nhà mình á, cái hẻm á. Ngập như vậy nó phải đóng cái đường luôn. Cái video này không phải là mình chỉ dẫn các bạn cách chữa trị cho vẹt của các bạn lúc mà bị cảm cúm. Mình chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình. Mình hy vọng các bạn không bắt chước và làm theo cái video. Mình hy vọng các bạn làm nghiên cứu và đem mấy chú vẹt của các bạn đi thú y để khám, để cho biết cái bệnh nó là gì và chữa trị cho nó tốt nhất, chứ không làm theo mình. Và bắt chước mình mua thuốc và chữa, tự chữa mấy bé của các bạn. Có khi chim của mình, vẹt của mình còn chữa không khỏi nữa. Mình còn phải cần giúp đỡ của thú y nên mình không có khả năng để chỉ dẫn các bạn. Nên tốt nhất là các bạn đi thẳng thú y và hỏi ý kiến của thú y thuốc nào chữa trị cho nó tốt nhất. Ở dưới cái chuồng á, ngủ mà nó ngủ nha. Nó lạnh lắm đó. Là nó bị trúng gió hay không chịu lạnh hay gì hết đó. Nó mới biết tự ăn à, mới có hai tuần à, nhưng mà giờ nó giống như trúng gió, nó làm biến, nó không ăn luôn, nên giờ mình phải bơm nó lại. Mùa mưa nên nó bị ảnh hưởng trúng gió. Bây giờ mình sẽ cho nó uống một cái kháng sinh để cho nó trị cái cảm nha. Okay, cho các bạn coi. Ok, chim mà mới bệnh á, mình dễ biết nếu mình để ý. Mình để ý là nó nằm ở dưới cái lòng chuồng, với cái lông nó phù lên, với nó không có chạy tới chạy lui giống như là nó giống như lăn xăng, dưới nó đi phân cũng lỏng nữa, giống như bé này thấy không, nó chưa đứng một chỗ mà nó phù lông nó để cho nó tự sưởi ấm, và tí xíu nữa nó đi cái cục phân rất là lỏng đây nè. Hăng xanh, giờ mình lấy thuốc Manastan để mình uống. Sẽ cho nó miếng Betro. Lúc nào ở nhà mình cũng dự trữ thuốc hết á, để cho lúc mà bị cảm cúm hay là bệnh gì á, mình cũng có sẵn thuốc để mình bắt đầu để mình chữa. Chứ mình không có chờ chừng nào bé bệnh rồi mình mới đi hỏi là bệnh gì, rồi mình mới bắt đầu hỏi thăm để mình đi mua thuốc để mình chữa. Có khi như vậy á, là quá trễ rồi. Mình phải cho để hơi bệnh mình cho thuốc để chặn lại, chứ mình không có chờ tới tệ quá rồi mình chữa. Và ở nhà mình có nhiều loại thuốc lắm, tại vì mình một ở bên Mỹ mình có bác sĩ thú y, mỗi lần mà đi chỗ nào ổng thấy bệnh á, là ổng gỡ cho mình trước mấy cái lọ thuốc để mình chứa, mình trữ đó và mình để dành, rồi chừng nào bệnh thì mình mới lấy ra. Ở nhà của mình giống như có một cái tiệm thuốc tây nhỏ cho để chữa bệnh cho mấy chú vẹt của nhà mình. Ít khi mà mình xài thế thăng lắm, thuốc này để đắp cái thuốc kia,
Có khi cũng có, nhưng mà mình xài như vậy là mình phải hỏi ý kiến của thú y, coi thú y có nói xài được không, hay là mình xài cái đó để cho trong cái thời gian rất nhỏ để mình nói chuyện với thú y, gà thú y cho mình cái lọ thuốc khác để cho chữa đúng cái bệnh. Theo kinh nghiệm của mình á, sau khi một lần hai lần mình cho uống liều thuốc á, thì bé sẽ đỡ hơn, không có hết hoàn toàn nhưng mà đỡ hơn. Giống như bé này là thấy đỡ, thấy mơ mẳng hơn. Nếu như mà mình thấy không có phát triển hay là không có đỡ hơn á, thì mình sẽ alo thú y của mình và mình sẽ bắt đầu dơi miệng và lấy sample để mình gỡ lên. Tại vì là mình biết cái thuốc mình đưa là không phải cái kháng sinh mà để giết cái vi khuẩn đó, nên mình cần phải gỡ đi cái ấy để thử xét nghiệm lại là cái bệnh gì để mình cho thuốc khác để chữa trị. Nếu thuốc không có hiệu quả trong một hai ba lần sử dụng là mình biết là cái kháng sinh đó không có xài được và không có đúng thuốc, và mình vẫn tiếp tục xài là cái thuốc đó nó không có làm lợi gì cho bé mà cũng không có làm lợi gì cho mình hết. Mình chưa lạm dụng thuốc mà không đúng thuốc để chữa trị, và từ từ có thể lúc đầu thì nó sẽ bớt chút xíu nhưng mà tới chừng sau nó sẽ bệnh nặng hơn và rất là khó chữa và có thể bé chết. Cái cuốn còn cái võng dán cho nó uống thuốc mà. Nếu mà mình đưa không đúng kháng sinh á, thì nhiều lắm cái kháng sinh nó có thể mua cho mình thêm một chút thời gian để chờ cái xét nghiệm về để mình biết bé bị bệnh gì, rồi mình mới cho đúng cái thuốc. Cái thuốc mà nó không đúng á, nó không bao giờ sẽ chữa trị đúng cái bệnh đó hết. Nếu mình không có gỡ cái xét nghiệm để đi thử cái con virus đó đó, mình chỉ đoán mò, cái triệu chứng mình đoán mò là bé bị gì và kiếm một cái kháng sinh để nó chữa nhiều cái virus và hy vọng nó sẽ chữa được bé, nhưng mà cái đó là một cái sự hy vọng thôi, không có 100%, mình chỉ là đoán mò thôi. Ra đây à, cả nhà thấy không, cái con ngủ lũ á à, nó nè, nó giờ nó mạnh như trâu vậy, nó không có xù lông mà nó không có gì hết nè. Một phần nhỏ cái đống mò đó mình có thể đúng và chữa được bé, phần lớn là không. Mình phải biết lúc nào mình phải ngưng đống mò và đi tìm cái lý do thật sự và cái con virus là gì để mình chữa trị và giết cái con virus đó để mình cứu được bé, nên các bạn phải lưu ý cái đó. Cảm ơn các bạn đã coi video và xin gặp các bạn lại kỳ sau.